Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Ở trong video ngày hôm nay, bên mình tiếp tục giới thiệu dòng mic JBL model VM500, dòng mic mới nguyên hộp với giá rẻ để anh em mình có thể chơi gia đình rất là tốt với tầm giá này. Anh em nhớ rất là tốt. Mic mới mà mình báo giá luôn là 1.250.000 đồng một bộ, bao ship luôn. Đây là một trong những chương trình giảm giá ngày hè, cũng như mùa Covid nó chậm, bên mình giảm xuống là 1.250.000 đồng một bộ bao ship cho các bác. Đây là bộ mic của nó thì là mới nguyên hộp màu đen củ, đây cho anh em xem củ nữa, củ xanh. Với cái cấu tạo này thì anh em nhìn nó cũng khá là quen thuộc với những cái dòng Shure hoặc những dòng Beyer. Thì những dòng mic đời này thì đã là đời này ra thì đa phần là dùng pin A cộng rồi, không có phải là những pin 9V. Đây là dòng mic 6 số anh em nhé, và không có tự ngắt. Đời này là không có tự ngắt. Nhưng chất lượng tiếng hát là cái mình đánh giá là rất tốt, độ trung hú cao. Đây mình cho anh em xem 6 số của nó này, đó. Đây là mình đứng cách loa, anh em mình để ý nhá, tay mình đây, cũng mic đây thì nếu bình thường gọi là vài ngồi cũng khá gần, khoảng 80cm từ miệng mình tới cái loa lời Bass 16 này. Đối với loa lời thì là một trong những con mà gây rú rít hàng đầu anh em nhé, vì nó tiếng nó càng sáng gây rú rít hàng đầu. Mà anh em xem mình để nhá, tép này 12 giờ của đường mic này, còn đường volume tổng là 11 giờ, còn anh này cũng tầm 11 giờ volume của mic và volume tổng 11. Còn đây là trên 12 giờ luôn nhé, volume mic trên 12 giờ. Đi. Khá lớn anh em nhé. 1, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình cũng không thể yêu cầu nó tốt hơn được nữa. Đối với tầm tiền này anh em nhé, anh em nghe cái tiếng rất là trung thực với cái tầm tiền này. Đi, 1, 4, 7. Tiếng ấm dày, tiếng mic là có. Anh em còn đối với cái dòng mic này thì ở trong hộp giấy họ ghi là khoảng cách xa là không cản là lên tới 80 mét, nhưng thực chất là những bộ mic tầm hơn triệu như này thì mà mới nữa thì khuyên các bác là tránh trong gia đình, anh em di chuyển ra khoảng cách khoảng 20 mét là không phải suy nghĩ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lên 4, 5, 6, 7 lên. Đây mình để tầm này nhá, phải không, mình cũng chưa thử dúi vào nó đó. Nó là cách để giữa như này, đối vào như này thì loa đây. Nếu như mà mình nói sai, anh em đến kiểm tra mà không đúng thì mình để volume như này, mà không đúng thì mình tặng bộ mic này luôn. Nếu với bộ loa này, âm đi này, nghe không có cái chuyện loa khác đâu nhá, là nó là loa này luôn. Còn nhiều lúc anh em này cứ tưởng là mình sẽ để cái loa mình test nó ở vị trí xa hơn, không có chuyện đó. Có một cái điều là nếu như mà tầm 1.2 triệu như này, 1.250.000 như này thì mà anh em này cứ bảo đòi nó có tự ngắt thì không có anh em nhé. Thì anh em muốn mic bãi không có, mic bãi thì tự ngắt nó không có tầm giá này đâu. Thì trừ khi mic bãi mà đơn vị nào đó họ thanh lý thì mới có, nên là bình thường phải tầm 1.6 triệu mới có mic tự ngắt. Vâng, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đây là mic mới nguyên hộp VM500, là hộp của nó kia, với giá là 1.250.000 đồng bao ship cho anh em. Anh em để được tư vấn về sản phẩm cũng như mua sản phẩm, anh em gọi cho bên mình qua số máy 0904 61 2323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.